Hello, xin chào các em nha, chị cá nè. Hôm nay trở lại với cái clip buổi hôm nay thì có cái này hay lắm, muốn chỉ cho các em xem nha. Đó là cái gì? Đó là cái thảm bay. Rồi ok, vô thẳng vấn đề chính nha. Như các em đã biết thì cái mùa hoa anh đào này chúng ta có thể mua thảm, thì gặp bé bồng bềnh ở đây nè. Bấm vô đây, mình có thể mua thảm, kể cả cái bong bóng hoa anh đào ở đây nha. Rồi, mua cái thảm picnic xanh này. Thì cái thảm này là 3.000 tiền sao. Đó. Cái này thì ngoài cái việc mình trải ra mình ngồi một mình ơn mình á, thì mình có thể cho bạn bè ngồi chung nữa cho nó vui. Ví dụ như bây giờ để chị cá lấy cái thảm ra. Đó. Đó ha. Ngồi ngắm trăng, ngắm sao, ngắm đời. Được chưa? Thì hiện tại thì cái thảm bình thường này nó không có di chuyển được, nó chỉ cố định vậy thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm cho cái thảm nó bay nha các em nha. Thì làm như thế nào? Đây, để chị cá chỉ cho nha. Ô, xe buýt tới rồi. Lên. Lên xe. Ok. Xích tới một xíu. Rồi, xích tới một xíu. Cái chân mình đừng có đạp vô cái thanh màu vàng là được nha. Ok, mình lấy tấm thảm ra. Cho xe chạy một xíu nha. Ok, rồi cắp tấm thảm đi. Mở ra. Bị kẹt rồi. Làm lại. Đó, tấm thảm bay nè các em. Thấy không? Đó, nó sẽ bay từ từ nha. Đó, cái này cứ lúc bạn bè leo lên thì ngầu hết mức. Quách chưa? Thấy không? Bay luôn, bay tới chân trời, bay lên vỉa hè, bay xuyên vỉa hè. Cái này gọi là vật lý lượng tử, dựa theo khoa học để chứng minh. Khi xe chạy nhưng mà chúng ta đi ngược chiều lại thì nó sẽ tạo ra một lực hút và nó sẽ bay như thế này. Thấy không? À, ngầu chưa? Các em thử làm thử nha. Nếu mà làm được chiêu này á, ai chưa có người yêu á, thì các bạn khác thấy sẽ bù vô và nói ỏ, dễ thương quá, cho yêu với. Còn nếu mà ai đã có người yêu rồi á, thì làm thử đi, nó sẽ yêu mình suốt đời nha. Ha ha. Ok. Như các em đã thấy thì thảm bay được một đoạn thôi thì nó sẽ dừng lại chứ nó không có bay hoài nha. Chị hen, làm thử và cho chị cá biết nha. Chúc các em thành công nha. Bye. Nhớ đăng ký kênh nha. Like video và đăng ký kênh. Mua.